mà khi tới xe đó xe lộn rồi đó. Mà khi có chạy dàm có đổ luôn rồi. Dạ đúng rồi, xe đó giờ người ta cấm. Cấm hả? Dạ. Không, anh xe anh đi không nổi, cây số đi nổi không? Dạ, số đi bộ cho nó đi. Đi bộ cho nó vui. Đi bộ ngắm cảnh cũng đẹp. Dạ. Dạ thôi. Tao đã tiền với anh nha. Bộ ngắm cảnh quay phim rồi nó mới xinh chứ. Anh trả tiền hả? Đi. Ờ thì anh cũng phải đi chứ làm sao. Là phòng vẫn qua đỗ nhỏ. Cậu bé là cũng có dân ở mà. Xe máy đâu mày chở đây? Má bà còn khỏe nữa rồi mà đi nhanh dữ vậy. Đường ấy. Có đoàn nhà mình ở đâu mà đi du lịch vậy? Đi tự do hả? Tự do. Tự nghĩa. À, Nghĩa Phú. Nghĩa Phú bên kia cầu. Cô Lý á. Cô Lý của thôn á. À, nó chưa cánh thành mà, mày cho đi không cho thôi chứ. Ủa mày cũng mấy ổng lộn mà.
Hoàng Sa. Nơi này mà có nguồn nước ngọt thì người ta họ gieo trồng tỏi, hành như ở bên Đổ Lớn. Còn đây Đổ Nhỏ thì người ta họ trồng, đây là cái đống tỏi mà nó bị khô ấy rồi, không có nước. Đậu phụng ở đây là trồng xuống là vô cho trời đây, cho ăn thì cho ăn cho thôi. Đây là ra bãi biển Tắm Tiền hả? Đẹp phần nhỏ vô mà. Rồi giờ ra bãi tắm mà cũng mẹ có phô ấy cả. Đây em quán của mình đây. À, nghỉ được cho. Rồi thoải mái. Sau khi mình thay đồ bikini. Rồi lên đây là tắm mình nước ngọt. Rồi uống nước thì thoải mái, người ta không ngồi không lấy tiền của bà gì đâu. Giá à. Mình dân cho không phải chặt chém. Ở đây dân Quảng Ngãi biết rồi. Dạ đúng rồi. À, để đồ đây anh Trâm thôi. Còn mình đảm bảo là mình sẽ bỏ vào tủ không tốn tiền nha. Cái gì quý thì bỏ vào tủ khóa lại nha. Rồi. Nghĩ đây nè, có đứa em của em mà. Rồi. Đứa em vợ. Đứa em vợ vậy hả? Đây là cái view bên dưới nè, rất là đẹp, chụp hình, trải nghiệm. Sau đó thì chắc đi tham quan hải đảo là cứ bóc chúng ra đi. Đi nói chung là vòng tròn. Dạ, đi vòng tròn, em nói rồi, đụng nước là quanh lại. Không sao hết. Bãi biển quá đẹp luôn. Đây là bãi biển ngoài Đảo Nhỏ. Tuyệt vời.
đây. Ờ, bước đi. Đi ra đảo nhỏ là nó có những chiếc thúng mà để đưa mình đi ra ngoài biển dạo chơi. Một người giá đi ra giá là bao nhiêu?
năm thôi à. Ủa có thống đi được mấy người? Năm người. Sám hơi nhiều phải không? Mười người bê thống. Mười người là bê thống. Chuẩn bị mười người xuống nữa à? Mười người xuống nữa cả. Một thống đi ba người. Nếu mới ấy là cho hơi 10 người đây chứ trời bữa nay em được gọi là cho đi hơi thiệt quá. Dạ. Đặt làm lỡ cả hả? Dạ không. Đó là nó y nuôi nửa phòng trọ. Mấy cái đó kìa nó mà nó nhìn nó muốn mà sụp đổ xuống vậy. Cánh đồng dung nhôm ở Đỗ Bá. Đây là công viên địa chất Lý Sơn, Sa Huỳnh. Kỷ niệm là cánh đồng dung nhôm ở Đỗ Bá. Ở đây là toàn là nhôm thạch không. Hậu kia núi lửa phun trậu. Cho nên bây giờ nó có những cái nhôm thạch mà màu đen quý vị của bạn đang xem. Nhôm thạch hầu kia núi lửa phun dầu lên. Nếu mà ở Việt Nam mình đổ Lý Sơn mà núi lửa phun trào thì chắc cũng có cái đời lâu xưa nay rồi. Còn bộ là dung nhôm hết.
quá cứng luôn. Đây là xung quanh cái đảo Bé. Đảo Bé là những tảng đá quay cảnh bờ biển của cái đảo nhỏ gọi là đảo Bé ở Lý Sơn. Đảo này theo như cái bờ vực đây là toàn bộ là đá hết. Như quý vị và các bạn nhìn thấy là những đá này là đá của núi lửa phun trào ở đảo Bé. Đây là theo dọc cái bờ biển của cái hòn đảo Bé, đảo Lý Sơn.